Minh Thúy xin kính chào quý vị. Cuộc đại chiến chung quanh nước Hoa China No. 5, bài viết của Thanh Hà. Kính thưa quý vị, mật vụ của Đức Quốc xã, điệp viên Mỹ, các viên chức cao cấp nhất của Pháp dưới chế độ Vichy trong Thế chiến thứ hai, bóng dáng của Thủ tướng Anh Quốc Churchill và nghị lực của một người đàn bà xuất chúng đã góp phần viết nên huyền thoại của nước Hoa China No. 5. Với chiếc lọ vuông vắn, No. 5 China Paris được xem là một sáng tác hoàn hảo, bạn đồng hành của những người đàn bà tân thời, táo bạo và yêu chuộng tự do hồi đầu thập niên năm 1920. Cho đến tận ngày nay thì China No. 5 vẫn là một món quà làm đẹp lòng phụ nữ. Nhưng đằng sau những lọ nước hoa đầy nữ tính đó là cả một cuộc đại chiến, những màn đấu trí giữa nhà tạo mẫu thời trang Coco Chanel với hai cộng tác viên giúp bà đi vào lịch sử của nền công nghiệp nước hoa. Trước nhất thì chúng ta nói về sự thành hình của China No. 5. Ngược dòng thời gian vào năm 1920 thì nhà tạo mẫu thời trang đã thành danh Coco Chanel có ý tưởng tạo ra một loại nước hoa cho phái đẹp. Nhưng đó phải là một sáng tác đưa nước hoa lên hàng nghệ thuật và là một cuộc cách mạng trong làng nước hoa thế giới. Để đạt đến đích, bà đã cộng tác với Ernest Beaux, ông vua của nước hoa phục vụ cho hoàng gia Nga. Beaux sống và làm việc ở thành phố Grasse, nơi có những bông hoa lài trắng muốt với hương thơm khác với tất cả những giống lài ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Lionel Feles, một chuyên gia về các nước hoa trên thế giới đã kể lại là bà Coco Chanel có tầm nhìn rất xa. Bà yêu cầu Beaux tạo ra một mùi hương cho phụ nữ và một mùi hương đầy nữ tính. Cho tới thời bây giờ, mỗi loại nước hoa thường gắn liền với một hương của một loài hoa như là hoa hồng, hoa lài, v.v. Chanel muốn đoạt đến mức độ tuyệt vời xu hướng đó. Chịu ảnh hưởng của trường phái lập thể trong hội họa, Coco Chanel đã quan niệm là nước hoa phải mang tên bà, phải có những mùi hoa lập thể và trừu tượng. Khi đặt tên cho nước hoa đầu tiên của mình, bà Chanel đã giải thích bà luôn trình làng các bộ sưu tầm thời trang vào ngày 5 tháng 5. Đúng ngày này năm 1921, nhà may Chanel đã trình làng lọ nước hoa No. 5 đầu tiên. Những lọ nước hoa có hình dáng tựa như những chai rượu whisky lập tức chinh phục giới thượng lưu. Là một doanh nhân nhạy bén, Chanel đã tìm cách để No. 5 đến với công chúng một cách rộng rãi nhưng có chọn lọc. Qua sự trung gian của chủ nhân cửa hàng Gallery Lafayette, Coco Chanel cộng tác với hai người anh em Wertheimer. Pierre và Paul Wertheimer có gốc Do Thái, là chủ hãng mỹ phẩm Bourjois. Năm 1920 thì công ty Perfume Chanel được đặt tại Pantin, ngoại ô của Paris, bắt đầu đi vào hoạt động. Coco Chanel đã trao cho hai anh em nhà Wertheimer quyền sản xuất và phân phối nước hoa No. 5. 70% cổ phần thuộc về Paul and Pierre Wertheimer, 20% thuộc về chủ nhân Gallery Lafayette và 10% dành cho Coco Chanel. Kính thưa quý vị, mọi phí tổn đều do gia đình Wertheimer đài thọ. Chanel không phải bận tâm về bất kỳ điều gì. Trở nên giàu có thì bà dành thời gian cho các bộ sưu tầm thời trang. Bà giàu đến mức ở hẳn trong khách sạn Ritz sang trọng nhất Paris thời đó. Năm 1929 thì No. 5 được bán ra trên toàn thế giới, trong đó Mỹ là một thị trường hết sức quan trọng. Thứ hai, nói về chuỗi dài của những trận chiến. Trở thành một trong những người đàn bà giàu có nhất, nổi tiếng nhất, thế lực nhất. Nhưng Chanel bắt đầu cảm thấy gia đình của Wertheimer làm giàu nhờ cái tên của bà. Coco Chanel thay đổi thái độ với hai cộng tác viên thân tín và đắc lực nhất. Nhưng trong cuộc đọ sức này thì Coco đã bị thua ở hiệp 1. Chanel mất chức chủ tịch công ty mang tên của bà. Về cuộc sống riêng tư, nổi tiếng là một người phụ nữ đa tình, Coco thay tình nhân như là thay áo. Ngoài 50 tuổi lần đầu tiên trong đời, bà Chanel đã nhận được lời cầu hôn. Nhưng rủi thay là vị hôn phu của bà đột nhiên qua đời. Theo lời của Rhonda Garrick, tác giả của cuốn tiểu thuyết về Chanel, cái tang này đã cướp đi đam mê sáng tác của bà Coco. Khi Thế chiến thứ hai mở màn thì Coco Chanel trụ tại Paris dưới ách Đức Quốc xã. Còn hai anh em Wertheimer sang Mỹ để tị nạn. Là những thương gia khôn ngoan trước khi đắp tàu thủy sang định cư ở New York,
thì gia đình của Wertheimer đã chuyển nhượng toàn bộ hãng nước hoa Perfume Chanel cho một người bạn thân tín là Felix Amiot. Ông này là người Pháp thuần túy, đặt chân lên miền đất tự do là New York. Hai anh em Wertheimer mua lại nhà máy cũ kỹ ở New Jersey, cách đảo Manhattan một con sông, biến địa điểm này thành một nhà máy sản xuất nước hoa Chanel. Nhưng để có được nước hoa number 5 thì không thể thiếu giống hoa lài mà chỉ có thành phố Grasse của Pháp mới có được. Và vì thế, Wertheimer phải thuê ông trùm gián điệp Mỹ, tức là Gregory Thomas, một trong những cụ trục của cơ quan tình báo Hoa Kỳ, OSS, tiền nhân của CIA, đến tận Grasse. Với vali chứa đầy vàng, ông Gregory Thomas đã sang Bồ Đào Nha, một quốc gia trung lập, rồi từ Bồ Đào Nha tìm đường sang Pháp. Vài tháng sau thì ông trở lại New York với một hành lý gồm 300 kg tinh dầu hoa lài của vùng Grasse. Tất cả đã sẵn sàng cho việc sản xuất nước hoa number 5 ngay trên đất Mỹ để bán cho người Mỹ. Coco Chanel hoàn toàn không hay biết về dự án mở xưởng nước hoa Chanel tại New York của anh em nhà Wertheimer. Thứ ba là Chanel mở mặt trận chống lại Wertheimer. Tại Paris, dưới những năm tháng bị quân phát xít chiếm đóng thì Chanel tiếp tục cuộc sống xa hoa. Một trong những người tình của bà là trùm bậc vụ Đức Quốc xã. Khi biết rằng những lọ nước hoa number 5 được sản xuất trên đất Mỹ để bán cho người Mỹ và lại đắt như tôm tươi, Coco vô cùng phẫn nộ. Bà đã huy động từ người tình đến từng toàn bộ những mối quen biết ở cấp cao nhất để tiêu diệt hai thằng Do Thái Wertheimer. Đó là những từ ngữ mà chính Chanel đã thốt lên. Trước tiên, bà Chanel cho ra đời một loại nước hoa mới để át tiếng thơm của number 5. Cho dù biết rằng vì hợp đồng với hãng perfume Chanel, bà không được làm điều đó mà không có sự đồng ý của Felix Amiot, chủ nhân tập đoàn nước hoa này. Nhưng Coco Chanel không sợ bị kiện ra tòa vì bà tin tưởng vào những mối quan hệ rất rộng rãi của mình. Ở hiệp thứ nhì thì bà Coco Chanel huy động những người bạn sành điệu, dèm pha những loại nước hoa number 5 sản xuất tại Hoa Kỳ, phao tin rằng đó là những Chanel number 5 giả hiệu. Ở hồi thứ ba thì Chanel khai thác lá bài Do Thái để chiếm đoạt lại hãng nước hoa Perfume Chanel do hai anh em Wertheimer lập ra và đã nhờ Felix Amiot đứng tên trong thời gian họ tị nạn tại Hoa Kỳ. Hồ sơ pháp lý liên quan đến hãng nước hoa Chanel được trình lên cấp cao nhất trong chính quyền Vichy thời đó. Sau nhiều tháng tranh cãi, Coco ghi được một bàn thắng quan trọng. Giới chức hành chính nghi ngờ anh em nhà Wertheimer mượn tên của Amiot làm tấm bình phong để luồng lách luật của Đức Quốc xã. Tháng 8 năm 1944 thì quân đồng minh giải phóng thủ đô Paris. Nước Pháp tính sổ với những ai đã từng cộng tác với Đức Quốc xã. Coco Chanel cũng không ngoại lệ. Bà bị bắt ngày 29 tháng 8 năm 1944. Nhưng sau 2 giờ hỏi cung thì người phụ nữ lịch sự và sang trọng này được trả tự do nhờ một lá thư gửi gấm với chữ ký của chính thủ tướng Anh quốc Winston Churchill. Được tự do thì bà Coco Chanel mở rộng cửa hàng sang trọng của bà trên khu phố Camion, quận 1 ở Paris, mời lính Mỹ vào mua những lọ nước hoa Chanel No. 5 còn lại. Và kính thưa quý vị, Amiot hoàn lại cho hãng nước hoa Perfume Chanel khi gia đình của Wertheimer từ New York trở về Paris. Pierre và Paul Wertheimer đã trao cho Coco Chanel một ngân phiếu với một món tiền khổng lồ tương đương với 10% doanh thu từ những chai nước hoa number 5 vuông vắn bán ra trên nước Mỹ suốt những năm tháng chiến tranh. Trận chiến giữa Chanel và anh em nhà Wertheimer như không để lại vết hằn. Cho đến tận ngày nay thì toàn bộ đế chế Chanel, từ mỹ phẩm, nước hoa cho đến thời trang và cả đồ trang sức đều thuộc về những người thừa kế Pierre và Paul Wertheimer. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Minh Thúy xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.